Xin chào các bạn, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thu âm với một nhóm nhạc hòa tấu, một nhóm nhạc dây string section. Phần lớn chúng ta ít được cơ hội để thu âm với một dàn nhạc giao hưởng. Có quá nhiều thông tin để đưa ra giúp các bạn có thể thu âm một dàn nhạc giao hưởng cụ thể. Chính vì thế bạn muốn nghiên cứu về chúng ta thu âm với một dàn nhạc giao hưởng như thế nào, bạn có thể tìm hiểu những cách thu âm surround hoặc là thu âm về đề kỳ chi để chúng ta có thể thu âm toàn bộ một cách tốt nhất. Tuy nhiên ở đây thì mình vẫn có nêu ra những cái quan điểm cách để các bạn có thể thu âm với dàn nhạc giao hưởng tốt nhất. Đầu bạn hãy đứng ở vị trí của người chỉ huy dàn nhạc, sau đó bạn hãy lắng nghe và tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra xem là dàn nhạc đó đang phát ở đâu, âm thanh phát từ vị trí nào trong toàn bộ cái chuỗi bản nhạc của họ tôi khi thu âm một dàn nhạc giao hưởng thu âm toàn bộ một bộ dây có lúc bên trái nhạc cụ sẽ chơi mà lúc bên phải nhạc cụ sẽ chơi vì thế chúng sẽ không đồng đều ở mọi hướng chính vì các bạn phải quan sát xem cái quá trình diễn ra một xét thu âm hoặc là một xét biểu diễn của họ sẽ như thế nào đa số các nhạc cụ đều phát ra âm thanh đa hướng, âm thanh sáng, cao, mạnh mẽ, ví dụ như là violon, viola. Còn đối với những âm trầm, ví dụ như bay, thường thường sẽ sấp hơn. Đối với nhạc cụ kéo bằng dây như cây vĩ, cây cung, bạn sẽ thấy điểm tốt nhất ở trên cao và có thể là chúng sẽ có một chút các vị trí va chạm giữa các tần số của âm thanh khi chúng phát ra bạn hãy đi bộ và tìm vị trí xung quanh tốt nhất để tìm ra vị trí đặt âm thanh cụ thể nếu bạn thu âm một nhóm thì bạn không thể sử dụng kỹ thuật glow-making. nhưng nếu bạn có một phòng thu khá nhỏ thì bạn hãy sử dụng cách này để chúng ta có thể là tránh dò gì âm thanh sử dụng microphone riêng cho từng nhạc cụ điều này sẽ dễ dàng hơn khi bạn có thể là kết hợp chúng sau này mà đặc biệt với việc là chúng ta thu âm một nhóm nhạc không tốt, yếu tố căn phòng là một yếu tố rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta thu âm một bộ đàn dây thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái chất lượng của căn phòng. Nếu thực sự căn phòng nó có chất lượng quá thấp hoặc là quá hút âm thanh sẽ khiến âm thanh bị chết và nó không thoát. đa số các đàn và nhạc cụ đều cần có khoảng không gian để phát triển âm thanh và khiến cho âm thanh trở lên trong trẻo và tốt nhất. Nếu thu âm với các loại nhạc mạnh mẽ như là rock and roll thì bạn hãy thu âm với khoảng cách gần để tránh được sự tăng động của cái nhạc cụ khác vào đó và khiến cho âm thanh trở lên du dương và nhẹ nhàng hơn. Ờ, một số các kỹ sư âm thanh thích kiểu ghi âm cổ điển để tạo ra màu sắc âm thanh riêng cũng như là tạo cảm xúc riêng. Nên rõ rằng là những hướng dẫn dưới đây thì dùng cho một nhóm nhạc cụ chứ không phải là dùng cho đơn lẻ một loại nhạc cụ gì cả. Ngoài việc các bạn có thể gặp các nhóm lớn thì bạn cũng có thể gặp những nhóm nhỏ ví dụ như là tam tấu, tứ tấu hoặc nhiều hơn một chút. Bạn có thể sử dụng các microphone như là AT4047, SV, AT4050, AER84, AKG C414 và N8S. Sau đây là các cách các bạn có thể thu âm với một nhóm. Sau đây là những cách bố trí microphone để bạn có thể thu âm với chúng. Đặt một microphone theo kỹ thuật ORTF hoặc XY, cách nhóm chơi khoảng tầm 3 đến 4 feet hoặc cao hơn tức là bạn hãy cách nhóm chơi khoảng tầm 30 mươi feet và đặt ở vị trí trên cao nếu tính từ mặt đất lên trên thì khó khoảng tầm 2,5 năm đến ba mét thường thường khi thu âm với một nhóm nhà thì bạn nên sử dụng cách, cách thu âm ctdo hoặc là những cách thu âm với nhiều mic hơn nhưng nếu bạn chỉ có dụng một microphone thì bạn có thể sử dụng một microphone O-mini hoặc là sử dụng microphone hình số 8 hướng góc khoảng tầm 30 đến 45 độ hướng xuống người chơi sử dụng kỹ thuật spec fair microphone có khoảng cách nhau khoảng tầm 6 m ở độ cao ngang đầu hoặc cao hơn vị trí của người chơi, hướng xuống uh, phía vị trí nhóm người chơi khoảng tầm góc 30 độ. Chú ý là nếu mà căn phòng quá nhỏ thì bạn hãy thu âm với khoảng cách ngắn hơn, nhưng hãy chú ý quy tắc 31. Thay vì góc độ từ trên xuống dưới, bạn hãy thử với góc độ ngang tầm mắt người xem tức là uh, chúng ta hãy sử dụng kỹ thuật Spec free hoặc là RTF hoặc là XY với vị trí ngang tầm người nghe để chúng ta có cảm nhận giống như là Chúng ta đang nghe cái bản nhạc này một cách trực tiếp vậy Với khoảng cách, cách mặt đất khoảng tầm từ 1 đến 1,2 mét Hướng vào vị trí người chơi Khi bạn sử dụng những cách trên thì bạn có thể bổ sung thêm một microphone nữa Ở ngay trên đầu đỉnh của nhóm nhạc người chơi Vì thế là điều này sẽ giúp cho âm thanh chúng ta thu ra sẽ có nhiều tần số tốt hơn Và bổ sung cho nhau khiến những âm thanh trở lên uh, đầy đủ hơn Một số kỹ sư thích sử dụng nhiều microphone Omni 2 hoặc 3 mic nằm ở phía trước đàn hoặc là xa hơn Tức là khi chúng ta sử dụng nhiều microphone hơn thì nó sẽ thu âm với chất lượng tốt hơn và chúng ta có thể phân luồng được uh, luồng âm thanh tốt hơn đặc biệt là đối với những bạn nào mà thu âm với một nhóm nhạc rất lớn Nếu có thể thì bạn hãy sử dụng phương pháp cây chi hoặc những phương pháp thu âm Surround nó sẽ giúp các bạn thu âm một nhóm nhạc với session lớn tốt hơn Đối với dàn nhạc lớn một chút thì bạn cần phải chia các nhóm ra thu Điều quan trọng nhất là phân biệt được các nguồn phát âm uh, kết hợp các microphone đặt theo cái kỹ thuật như kiểu XY hoặc là ORTF hướng vào violon, viola, đặt microphone riêng cho các nhạc cụ như kiểu bass, seno, bổ sung các microphone seno hoặc những cái cặp khoảng, khoảng cách để chúng ta có thể thu âm được môi trường xung quanh, tức là bạn có thể là thu âm close making, thu âm gần đối với từng nhạc cụ. Sau đó thì bạn bổ sung thêm các microphone có thể thu theo từng nhóm để chúng ta có thể là bao trùm được uh, toàn bộ nhóm đó. Sau đó bạn kết hợp với những những microphone để các bạn có thể là phân luồng để tạo ra trường âm thanh rộng giữa hai tai nhiều hơn. Cùng với việc là bạn có thể là phân những nhóm nhạc cụ tần số cao, tần số thấp để chúng ta có thể thu âm chúng một cách rõ ràng mà không bị lẫn các loại nhạc cụ tần số cao vào. Để sau này chúng ta có thể dễ dàng mixing bản nhạc hơn Ngoài ra thì chúng ta sẽ kết hợp với việc chúng ta thu âm với những microphone uh, về môi trường của âm thanh thì chiến cho âm thanh như vậy là đến khi chúng ta mix nhạc chúng ta sẽ hoàn toàn hòa hợp chúng lại với nhau một cách dễ dàng nhất Thì đó là tất cả những cách các bạn có thể thu âm với swing section tức là một bó nhóm nhạc cụ hòa tấu với bộ dây Hẹn các bạn ở clip lần sau, xin cảm ơn